Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 4. Em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0386865005. Sáng nay thì em vừa mới về được một cái lô kiều tím. Nói chung là nó siêu mập, siêu nụ luôn. Cô chú anh chị này, trời ơi, rất là nhiều nụ luôn nha. Chi chít nụ từ gốc cho đến ngọn luôn. Và cũng tương tự thì nó cũng đang lên cái mầm gốc này. Đang lên cái mầm gốc nha. Ra nụ đồng thời là lên cái mầm gốc luôn. Đó, mầm gốc rất là xinh. Ở đây thì là hàng rừng cho nên là nó sẽ kèm theo một ít cái thân già nha. Hàng rừng mà vườn trồng đó cô chú anh chị này. Đấy, em có dặn nhà vườn là lấy những cái thân mà nó thẳng. Những cái thân mà nó thẳng để cô chú anh chị mình về cho dễ ghép. Đấy, cô chú anh chị mình có thể thấy là tình trạng là nó sẽ kèm theo cái hai cái ba cái thân già ở gốc. Đó, để cho cây của mình nó khỏe hơn. Ở đây thì em đã chia mã ra cô cho cô chú anh chị mình rồi. Mỗi mã thì nó sẽ trung bình 5 thân. 5 thân, mã nào mà có thân gãy, ví dụ như cái mã này. Đó, ở đây có một cặp thì gãy mất một thân. Một thân thì em sẽ cho thêm một thân nữa là 6 thân nha. 6 thân. Thì em sẽ vào chi tiết từng cái mã một để cô chú anh chị mình dễ lựa chọn. Nói chung là hàng rất là đẹp. Ở đây em còn cỡ khoảng 3 ký kiều tím. Kiều tím nha. Em sáng em đã cắt tỉa rất là gọn gàng sạch sẽ rồi. Đó, kiều tím này. Trời ơi gì, rất là đẹp, thân rất là đẹp luôn. Đang có nụ nha. Đang có nụ này. Đây, đang có nụ kiều tím. Đang nụ. Kiều tím là 350.000 một ký nha cô chú anh chị ơi. 350.000 một ký kiều tím. Còn trồng mã đầu tiên, mã số 1 nha. Nói chung dề nào nó cũng đang nụ, cô chú anh chị lưu ý giúp em. Có một số thân thì cái nụ của nó còn rất là bé này. Đó, vừa nó vừa mới nhú ra như vậy. Mã này ở đây có hai dề, mỗi dề hai thân và hai cái dề thân rời. Đấy, tổng là 6 thân bông. Tổng là 6 thân bông. Giá là 160.000. Mã số 1 của kiều tím. Mã số 2, thân của nó được cỡ khoảng 2 trên 20 nha. Trên 20 sen. Đây, cái thân này thì đang nụ này, nụ bé này, nụ bé. Còn một số thân thì nụ nó dài hơn một chút. Đấy, mã số 2 cũng là 160.000. Mã số 2. Mã số 3. Mã số 3 nó cũng 5 thân. 5 thân. Mầm gốc lên, mầm gốc đang lên khá là nhiều nha. 160.000, mã số 3. Mã số 4, 5 thân, 160.000 luôn. Em xếp mỗi cái đơn 5 thân như vậy hết cho cô chú anh chị nha. 160.000, mã số 4. Mã số 5. Mã số 5 này, nụ này, nụ rất là nhiều nha. Đó, mã số 5 cũng là 5 thân, rất là đều. Nói chung là toàn những cái thân đều đều không. 5 thân hoa về cô chú anh chị mình chơi. 160.000. Mã số 6. Mã số 6. Ở đây có một dề một có 3 thân hoa này. Dề này có 3 thân hoa này. Đó, dề rất là đẹp, rất là xinh luôn. Dề này về mình ghép được một giỏ nha. Dề này nguyên dề này là được một giỏ. Hoặc là các bác ghép dày hơn thì ghép tất cả chung một giỏ. Nhưng mà ví dụ như cái dề này có 2 thân bông luôn à. Ủa, dề này có 2 thân bông luôn. Mã này chất lượng lắm. Mã này dề có 2 thân bông và 3 cái mầm gốc đang lên này. Đó, ba cái mầm gốc đang lên nha. Đấy, rất là đẹp luôn. Mã này là 170.000 nha. Mã này 170.000. Mã số số 6. Dạ, số 6, 170. Mã số 7 này. Mã số 7 có 5 thân hoa rất là đều nhau. Ở đây hình như là một dề nhưng mà cái thân này nó sắp lìa ra rồi. Đấy. Ui, thân này có 2 cái thân bông luôn này. Đấy, à, hai mầm gốc em lộn. Đấy, 5 thân bông tất cả nha. 5 thân bông tất cả, mầm gốc đang lên rất là nhiều. Mã này cũng 160, mã số 7. Mã số 8 160.000 luôn. Bông cực kỳ là chất lượng luôn này. Đó, về các bác chơi bông. Đó, kể cả chơi một mùa cũng đã nữa. Nói chung chầm tín thì mình cũng chăm rất là dễ thôi, như những cái loại thân thòng bình thường thôi nha. Mã này cũng 160.000. Mã số 8 nha, mã số 9 ở đây. Trời, mã số 9. Nụ rất là đẹp luôn. Nụ này, thân rất là mập nha. Thân rất là mập. Vừa nụ vừa bông, mã này thì có thêm một cái hai cái thân bông. Hai cái thân này cũng là thân bông luôn nha. Hai thân này thân bông luôn, đang nụ hết luôn này. Đó, dề này là có 3 thân bông rồi nhưng mà hai cái thân bông này nó ngắn nha. Rồi, mà 1 2 3 4 5 nói chung là 5 cái thân bông chính nha. Đấy, 160.000, mã số 9. Mã số 10 này, mã số 10 nha. Mã số 10, ở đây cũng có 5 cái thân bông chín, rất là nhiều mầm gốc. Rất là nhiều mầm gốc nha. Đó, 160.000, mã số 10.
Mã 11. Trời ơi, nụ này. Ở đây có hai cái thân. Cái thân này thì ở đầu dưới nó bị một chút lỗi, nhưng mà nó không có vấn đề gì đâu nha. Vẫn chơi bông bình thường và vẫn lên mầm gốc bình thường nha. Các bác phải chơi bông chăm mầm gốc bình thường. 5 thân bông tất cả 160.000. Đó, chỗ thân này bông chi chít luôn. Mã số 11. Mã 12, các bác lưu ý giúp em, đây là nguyên một rể luôn nha. Nguyên một rể. Đấy, nguyên một rể. Bông của nó còn bé nha. Nụ của nó rất là bé đây. Đó, có chú anh chị mình để ý kỹ mới thấy đây này. Để ý là mới thấy nụ nó đang sưng lên, đang lên nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân bông. Đây, kể cả cả cái thân này, em đếm cả cái thân này nha. Mã này là 180.000. Nguyên một rể, 180.000. Mã 12. Rồi tiếp theo thì cô chú anh chị này, nhà em vẫn còn sẵn những cái vụn lũa nha, vụn lũa, vụn gỗ. Đó, về cô chú anh chị mình làm giá thể thay thế những cái vỏ thông bình thường nha, thay thế những cái vỏ thông bình thường. Nói chung là cái này về mình trồng thì nó rất là bền luôn. Tuổi thọ của nó nhiều hơn, lâu hơn cái vỏ thông rất là nhiều. Đó, nói chung là mình nói thẳng ra thì khả năng là cây hoa chết rồi, cây lan chết rồi, nhưng mà lũa của mình vẫn tái sử dụng lại được. Đó, kiểu vậy đó cô chú anh chị nha. Rồi cái này thì em bán một bao 10 kg là 150.000, em bao cước nha. 150.000 em bao cước. Đó, đây một bao 10 kg, tức là nó chỉ rơi vô 15.000 một ký, trừ cước hết cước kiếc các kiểu đi, nó còn khoảng chục ngàn một ký thôi. Giá của nó cũng ngang ngang bỏ thông hoặc là xem hơn một xíu. Đó rồi, ok, em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều nha. Hy vọng là cô chú anh chị sẽ đăng ký kênh ủng hộ em. Đây là cái vụn lũa căm xe cô chú anh chị nha, vụn lũa căm xe đó, rất là bền luôn. Rồi ok, cảm ơn các bác ạ.